thật khó hiểu. Hai kiến không khai, thường không khai, tại sao cơ sở bể rộ? Vọng lấy danh sách ở đâu mà bắt gần 20 người thuộc hạng đầu mối quan trọng, trong đó gần phân nửa dự cuộc họp ấp Cầu Tréo? Em thấy một chi tiết anh cần lưu ý. Tại sao tên từ dưới hầm trồi lên bắn cả băng đạn chẳng trúng ai? Hắn thoát đi một cách dễ dàng, chẳng bị ai rượt đuổi. Và sau đó là hai trái lựu đạn của Thường và hai kiến ném lên cũng không nổ. Chào từ thiếu tá Lê, phòng hành quân. Pha cho anh một tách cà phê thật nóng đi. Dạ. Thiếu tá Lê hả? Tôi đây. Vụ ấp Cầu Tréo, ai phát hiện hầm bí mật? Vậy à? Thiếu tá Biểu đại quý Thổ vào gặp tôi. Đúng, ngay bây giờ. Chào thiếu tá. Đại quý Thổ qua cho vào ngay. Trung tá nghe rõ. Mật báo là cái gút mà ta phải phanh phui. Nếu không, Bến Tre khó tránh tổn thất. Một số tay sai của công an lẻn sâu vào nội bộ cơ quan chỉ đạo, ít nhất cũng có hai tên, Si Năm và tên Hiển. Anh đã biết rõ tên tại sao không? Trình trung tá. Trung tá cho gọi tôi. Đại quý vô đây. Dạ. Đại quý ngồi đây. Đại úy uống cà phê nhé. Dạ cảm ơn bà trung tá, tôi vừa uống xong. Vụ ấp Cầu Tréo, tại sao anh phát hiện được hầm bí mật? Thưa trung tá, theo tin mật báo cho biết, nơi nào có xếp ba mảnh dừa khô theo hình tam giác thì nơi đó là nắp hầm. Đại úy có biết sẽ bị bắn không? Thưa không, tin mật chỉ nhắc đề phòng lựu đạn. Tại sao các anh không ai bị thương? Thưa, hình như người bắn cố ý không chỉ súng vào chúng tôi. Thưa trung tá, có đại quý Tình xin gặp gấp. Mời vào. Thưa trung tá, đội thám báo vừa tìm thấy một tử thi tại đầu ngõ ấp Cầu Tréo, mời trung tá đến xét nghiệm. Án mạng là gì của các ông, tại sao lại mời tôi? Thưa trung tá, trên áo nạn nhân có gài mảnh giấy với dòng chữ kính gửi ngài trung tá tỉnh trưởng. Lật lên coi. Hai kiến. Liên lạc được. Alo. Dạ đúng. Dạ có, trung tá vui lòng đợi một chút. Thưa trung tá, có trung tá Dương tư lệnh phó lữ đoàn dù muốn nói chuyện với trung tá. Chào trung tá. Tôi Luân đây. Chào trung tá. Cuộc giải phẫu đã bắt đầu. Để giảm bớt đổ vỡ, chúng tôi yêu cầu tổng thống giao quyền lại cho một chính phủ mới. Sau đó, Tổng thống được bảo đảm an toàn rời khỏi Việt Nam. Ủy ban cách mạng sẽ gửi tối hậu thơ cho Tổng thống. Và nếu bị bác bỏ, chúng tôi sẽ tổng tấn công. Các ngã vào thủ đô đã bị quân cách mạng chiếm.
Tôi tin là trung tá hiểu thời thế. Đừng vọng động. Chào trung tá. Người cầm đầu đảo chính gọi điện thoại cho chúng ta, kêu gọi chúng ta đầu hàng à? Cũng gần như vậy. Hình như ông ta gọi cho tất cả các tỉnh. Chúng ta quyết định sao bây giờ? Báo động trong toàn tỉnh, đình chỉ tất cả các cuộc hành quân, đề phòng quân đảo chính tấn công, cho phép các đồn lẻ được triệt thoái nếu bị uy hiếp, để bảo đảm mọi đơn vị thông suốt nhiệm vụ. Cho một cái bài trinh sát phóng thanh lệnh của tôi. Nghe rõ.